cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Liên Chiểu Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối các đối tượng gồm Phạm Ngọc An sinh năm 2001, trú tỉnh Quảng Ngãi, Nguyễn Hà Anh Quốc sinh năm 1998, trú quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Lê Thanh Trường sinh năm 1999, trú Quảng Ngãi và Nguyễn Minh Sơn sinh năm 1999, trú huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, về hành vi cướp tài sản. Trước đó, khoảng 22 giờ 30 ngày 12 tháng 9, anh Trần Minh Tờ chở anh Lê Công Tiến Hờ cán bộ công an phường Hoàng Minh đi tuần tra mật phục đến đường Nguyễn Xí phường Hoàng Minh, quận Liên Chiểu thì bị một nhóm đối tượng 7 tên đi trên các xe máy đến áp sát chặn đường. Nhóm này uy hiếp hai anh công an, yêu cầu đưa hết tài sản. Anh Tuấn hô lớn công an đây, đồng thời nổ súng chỉ thiên. Nghe tiếng súng, cả nhóm biết là công an nên tìm cách tẩu thoát. Hai cán bộ công an đã kịp bắt giữ được một đối tượng. Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Hà Trung Nhân sinh năm 2003, trú quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Sau đó, công an phường Hoàng Minh bàn giao đối tượng cho cảnh sát hình sự công an quận Liên Chiểu tiếp tục điều tra mở rộng. Lực lượng cảnh sát hình sự tiếp tục bắt giữ thêm hai đối tượng trong nhóm, gồm Đình Minh Thoại sinh năm 2004 và Nguyễn Quang Vinh sinh năm 2004, cùng trú quận Thanh Khê. Thoại, Vinh và Nhân khai nhận cùng 4 đối tượng khác đã thực hiện trót lọt 3 vụ cướp tài sản trong đêm 12 tháng 9. Theo công an quận Liên Chiểu, nhóm đối tượng này quen nhau qua mạng xã hội, thấy hợp nhau nên rủ nhau đi cướp lấy tiền tiêu xài. Những người mà các đối tượng này nhắm đến để cướp tài sản là các cặp đôi tình nhân đồng tính hay tâm sự ở đường vắng.